Rồi, đến điểm câu đầu tiên các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi câu cá rô nha các bạn. Đây, ra mình sẽ câu ở đây trước tiên. Cái bãi này mình thấy cá rô cũng lên móng rất là nhiều. Mình câu đây trước đi, còn không có thì lát mình di chuyển nha các bạn. Đây, hôm nay mình câu làm bằng một tiếng vàng nha. Vẫn là tiếng vàng mình thổi. Câu cá rô thì tiếng vàng nó nhạy nhất, không có mồi nào mà bằng tiếng vàng đâu nha các bạn. Vô mồi câu nha các bạn. Cá các bạn ơi, ủa, ăn nữa rồi kìa, ăn nữa rồi, cá bự nè. Liên tục luôn các bạn ơi. Đợt kiến giang này thọc thì nó có trứng to, trứng bù tọt á. Nó bự như nè. Móc vô. Mà trứng này nó không có nhạy bằng trứng nhuyễn các bạn. Trời, bỏ xuống ăn, ăn liền nữa kìa. Nhả thiệt chứ. Cá ốm quá. Trứng này là mình mới chọt là mình xong rồi mình vũ cho sạch rồi mình đi câu luôn nè. Trứng này trứng trong ngày các bạn nhìn thấy còn những con kiến nó còn sống luôn á. Nha các bạn. Kiến nó còn sống luôn đó các bạn. Kiến này kiến đẹp nha, nó có lộn với trứng to nữa. Cái vàng. Trời ơi, có lý.
chơi vàng nha các bạn. Chín cống gì là chơi vàng chơi đồng luôn á. Nè chơi vàng nè. Quá trời. Đầu mùa mà lượm được con cá chơi vàng này là hết sảy luôn nè. Chơi vàng hiếm lắm nha các bạn. Còn chơi trắng chơi phi ha. Giật lên mà nó lắc dây quá trời là nghi cái chơi vàng này, cái chơi vàng giật lên nó lắc dây dữ lắm các bạn ơi. Nó rít dây dữ lắm. Ồ, thằng hiếm nha. Chơi vàng này nó phái kiến vàng lắm nhưng mà nó hơi hiếm các bạn, nó không còn nhiều như hồi xưa nữa. Lúc xưa trên đồng là đa số là cái trì vàng không, không có mấy con cá trì lai như bây giờ đâu. Giờ cái trì lai, trì vàng thì nó ngon. Tính cá. Ủa cá phi. Trời ơi tưởng cá gì. Nè, tính cá. Ủa cá phi. Ây da, nó cá gì mình. Nè, chút nè, chút nè. Hay lắm cá nhỉ, hay. Cá phi đổ lét luôn các bạn ơi. Cá phi Đài Loan. Dằn 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 với ăn nhít nhít hoài mới biết cá gì. Loại chỗ này làm được có mấy con cá rô với con cá phi với con cá chì vàng các bạn ơi. Cá giờ nó hết ăn rồi. Thôi mình chuyển sang cho khác một câu nha các bạn. Qua cái chỗ này mình câu rồi nè. Ở đây là nguyên cái bãi dịch. À, ở đây là cái bãi dịch nha các bạn. Người ta nuôi dịch đó. Thì cá nó sẽ tập trung lại những cái chỗ này để nó ăn phân dịch đó các bạn. Mấy chỗ này thì thường cá nó về đây nhiều lắm các bạn ơi. Thôi giờ mình ra mà mình câu nha. Lúc cao luôn thôi, vừa không dính ta. Vừa không dính mà nó ở dưới nó xì tim lên các bạn ơi. Có nào là có cá trê nữa không ta? Có nào cá trê nữa không?
đỏ đỏ. Cá rô, đủ gì. Để có chơi chứ. Họ lên tim quá trời luôn kìa. Tưởng cá trê chứ ai dạ cá rô. Trê vàng nữa các bạn ơi. Trê vàng nữa các bạn ơi. Wow. Cũng chưa trê vàng nữa các bạn ơi. Ôi, con trê vàng này nó bị tật cái gì nè. Trời ơi, con trê vàng vậy là bự khổng lồ luôn đó các bạn. Ôi ôi. Hai con trê vàng nè các bạn ơi. Chánh tông trê vàng luôn nha các bạn. Nè bạn nhìn cái đầu nó nè. Thấy không? Nó ngắn ngủn mà. Ngắn ươm nè thấy không? Wow. Trê vàng. Rô bự. Tụ to ghê à, mùa này nó hơi ốm. Cỡ tháng 8, tháng 9 á, nó mới mập các bạn ơi. Mùa này là cá nó mới đẻ xong mà nên nó hơi ốm nha. Cái chỗ này nuôi dịch nè, là cá nó gom về đây nhiều lắm á. Nó về để ăn phân dịch đó các bạn. Cá bự các bạn ơi. Cá bự, cá bự. Khổng lồ luôn nè. Ý. Wow. Bàn tay mình luôn các bạn. Bự ghê. Nãy giờ trời chuyển mưa các bạn nên gió mạnh lắm. Các bạn sẽ nghe nó âm thanh ù ù ù. Cứ câu đi, khi nào mưa thì về các bạn ơi. Ăn nữa kìa. Cái nhỏ cái lớn đây. Tí à. Trả mình lại nữa. Bày cá nhỏ rồi. Trả lại. Cá nó đang ăn nhại nên mình sẽ móc trứng đồ tọt để cho nó lẹ.
quá trời trời chứng mưa hoài, câu xíu là trời chứng mưa à, tại mùa này là phải chịu các bạn ơi. Mùa này là phải chịu ha. Ủa cá nhỏ nữa. Nản thiệt. Bảy cái ru phi con luôn. Nhỏ xíu. Đó. Wow. Đây cá hôm nay là các bạn ơi. Hai con cá chì vàng với hai con cá phi bự. Được hai con cá chì vàng. Quá đã. Đã ghê. Trời cũng tối rồi các bạn ơi. Mà gió quá chuyển mưa nữa. Thôi. Mình kết thúc video tại đây nha. Ngày nay may mắn được hai con cá chì vàng. Rồi, video của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào.